Và ok, hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với clip tiếp theo của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thấy một add-on mới đó nha. Và trước khi vào với clip thì các bạn cũng thấy trên màn hình thì cái tỷ lệ người đăng ký kênh của mình rất là thấp nha các bạn. Thì các bạn xem video của mình hãy ấn vào nút like và ấn vào nút đăng ký kênh để mình có động lực làm những clip tiếp theo nha. Và bây giờ thì bắt đầu vào clip review nè.
Thì các bạn giúp mình là vào app Yachiever nha các bạn sẽ tìm thấy một download giúp mình. Đây một download các bạn sẽ vào nó nha. Rồi thì các bạn sẽ tìm thấy một add-on này. Thì lên tải một add-on này mình sẽ thấy phần mô tả của video nha các bạn. Bây giờ các bạn giúp mình là ấn vào một add-on này nha, ấn một lần vào nó thôi. Các bạn sẽ chọn một mũi tên cho một xem giúp mình. Rồi bây giờ các bạn sẽ chọn vào Creatine nha các bạn. Đây các bạn sẽ chọn vào nó. Lúc chọn vào Creatine rồi các bạn sẽ ấn vào chỉ một lần giúp mình nha. Đó ở dưới góc đó. Rồi xong các bạn đợi nó vào game vlog thôi nha các bạn. Đây thì lúc nó vào game nó lót như thế này nha các bạn. Nó đang lót 1G và B đấy. Các bạn đợi nó lót xong giúp mình nha. Rồi thì nó lót xong rồi nha các bạn. Các bạn giúp mình là vào cài đặt của game nha các bạn. Rồi thì các bạn sẽ vào phần tài nguyên dùng chung giúp mình nha. Và bật một add-on này lên. Hãy lên tải một add-on này mình sẽ để phần mô tả của video nha. Bây giờ các bạn giúp mình là out phần cài đặt ra và đợi cho add-on này nó lót giúp mình nha. Đây thì nó lót xong rồi nha các bạn. Các bạn giúp mình là vào mục chơi và tạo thế giới mới ra nha các bạn. Đây tạo thế giới mới ra. Lúc tạo thế giới mới á thì các bạn nhớ là giúp mình là kéo xuống cái phần thử nghiệm nha. Đây cái phần thử nghiệm này đây, các bạn sẽ bật hết lên giúp mình để tránh trường hợp bị lỡ đâu nha các bạn. Đây các bạn sẽ bật hết lên. Đây bật hết lên cái mục này. Khi bật xong rồi các bạn giúp mình là kéo xuống cái gói hành vi nha. Lấy gói hành vi và bật một cái này lên. Đó. Và clip của mình tới đây cũng đã kết thúc nha các bạn. Nếu các bạn thấy clip này hay thì hãy để lại cho mình xin một like. Kèm vào đó ấn vào nút đăng ký kênh để mình có động lực làm những clip tiếp theo nha. Bây giờ tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo. Bye bye.